Thưa quý vị, mặc dù rất mong chờ sự phục hồi trở lại của thị trường Trung Quốc, tuy nhiên ngành du lịch thành phố Đà Nẵng vẫn rất chủ động trong khai thác các nguồn khách quốc tế, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Hiện ngành du lịch Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch và kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2023-2025. Trong đó, đối với thị trường khách quốc tế, thành phố xác định đẩy mạnh khai thác các thị trường trọng điểm, tiềm năng, từng bước thúc đẩy tăng trưởng nguồn khách du lịch tại khu vực Đông Bắc Á và khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ, tập trung phân khúc khách có khả năng chi trả cao như khách nghỉ dưỡng, MICE, GOP. Trong cái cơ cấu khách quay lại của chúng ta thời điểm hiện nay ấy, thì chúng ta bắt đầu có cái sự dịch chuyển nguồn khách và chúng ta bắt đầu có cái cơ cấu nó tốt hơn so với các năm trước. Thì một số thị trường quay lại và một số thị trường thì phát triển, một số thị trường mới. Và rõ ràng là 2023 và những thứ theo á, thì chung với hàng chúng ta sẽ dần dần chúng ta làm giảm cái tỷ lệ của họ xuống dưới 80%. Để thu hút khách quốc tế đến Đà Nẵng ngày một nhiều hơn, thành phố đã và đang duy trì các đường bay sẵn có, xúc tiến khai thác các đường bay quốc tế mới, cùng với đó đẩy mạnh việc khai thác trở lại dòng khách tàu biển hạng sang. Khách tàu biển là cái thị trường khách hạng sang, khách có chi tiêu cao và là nguồn khách rất quan trọng của du lịch Đà Nẵng. Vì thế thì ngành du lịch chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá để khôi phục và tăng trưởng trong cái thời gian đấy. Năm nay, thành phố cũng sẽ đăng cai và phối hợp tổ chức các sự kiện lễ hội mang tầm quốc gia, quốc tế, kết hợp phục vụ khách du lịch như liên hoan phim châu Á tại Đà Nẵng, lễ hội yoga quốc tế Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, lễ hội Việt Nam Nhật Bản, lễ hội du lịch GOP Đà Nẵng. Đây hứa hẹn sẽ là những sự kiện thu hút du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế. Hệ thống dịch vụ của ngành du lịch thành phố hiện cũng đã được tập trung nâng cấp, cùng với đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của du khách.